Sáng ngày 3 tháng 8, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa trên địa bàn quận 6. Kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh. Đoàn đến thăm gia đình ông Huỳnh Sĩ Hùng, 64 tuổi, trưởng ban điều hành khu phố 5, phường 1, quận 6. Ông Hùng sống cùng vợ và ba con trong căn nhà cấp 4. Từ khi về hưu đến nay, ông tham gia công tác điều hành khu phố. Đợt dịch lần này, ông cùng tổ COVID cộng đồng tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm quy định phòng dịch. Tại khu phong tỏa phường 14, quận 6, đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị chính quyền địa phương rà soát, quan tâm sâu sắc hơn nữa đời sống bà con, hỗ trợ kịp thời yêu cầu của người dân. Theo ông Phạm Trần Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 14, khu vực phong tỏa có 131 hộ dân, cách 3 đến 5 ngày phường tổ chức cung cấp nhu yếu phẩm gồm gạo, mì, nước mắm, dầu ăn, rau củ quả cho người dân an tâm ở nhà. Đoàn cũng đến thăm các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh quận 6. Tại đây, mọi người tình nguyện tham gia trực chốt, mỗi ca trực từ 2 đến 3 giờ, bắt đầu từ 6 giờ đến 18 giờ. Hàng hóa đến chốt được khử khuẩn, sau đó vận chuyển vào nhà cho người dân. Đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá cao mô hình này, cần được lan tỏa nhân rộng. Đồng chí trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp kịp thời của bà con trong từng khu phố. Mỗi người ý thức được vai trò trách nhiệm của mình để san sẻ khó khăn, giữ bình yên cho từng khu phố, gia đình và bản thân. Từ đó đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh.